Đánh Ultra Clean thì thấy nước bọt dơ nó nổi lên nhiều. Cái này mình có thể vớt là nó có thể hết được. Xin chào bà con. Thì ngày hôm nay chúng tôi Huy Tôm đang có mặt ở một cái farm nuôi tôm, và với một cái màu nước nó rất là dơ ở dưới ao dơ, thì cái việc đầu tiên Dr. Huy Tôm ngày hôm nay xử lý hai việc. Đó là một việc đánh Ultra Clean giảm chất lơ lửng, tạo màu trong cho nước, làm cho nước đẹp lên. Và cái việc thứ hai nữa thì sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành sử dụng Paragan. Paragan này là giải độc gan với quy trình cùng xử lý cho một ao. Vậy thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải đánh Ultra Clean. Đây là quy trình hỗ trợ để giải quyết các vấn đề về gan. Giải quyết các vấn đề về gan. Tăng oxy hòa tan, đây là chất lơ lửng cặn bã ở trong ao tôm sẽ được xử lý triệt để bằng phương pháp. Ok, thằng lính nó bơm nước. Chúng ta sẽ xử lý Ultra Clean bằng cách lắc đều chai và cho vào trong bồn để quấy đều nó lên. Quấy đều lên. Tắt nước này. Một lít chúng ta đánh cho 1.000 mét khối, ao này là ao 3.000 thì chúng ta sẽ sử dụng cho 3.000 mét khối. 3 lít đánh cho 3.000 mét khối. Tắt nước bên kia luôn, đánh cái này xong nửa tiếng sau mới tạt cái kia được. Hai thằng này chung một ao đúng không? Cái này tạt ao nào? Ok. Rồi ok, vậy thì xả luôn. Xả đi được rồi. Bà con hãy nhìn khi mà chúng tôi xả Ultra Clean xuống ao. Xả Ultra Clean xuống ao thì bọt nó sẽ lên. Đây, chúng ta quay ra đây. Đấy, ngay lập tức thì bọt sẽ lên ngay. Đánh Ultra Clean thì thấy nước bọt dơ nó nổi lên nhiều. Cái này mình có thể vớt là nó có thể hết được. Và em thấy cái kết quả khi sử dụng Ultra Clean như nào nhỉ? Thì sử dụng Ultra Clean này thì thấy nước nó đẹp. Nước tôm nó sẽ khỏe. Dạ. Định kỳ 5 ngày chúng ta xử lý một lần. Nè, đấy bọt lên, bọt dơ này. Đấy. Bọt dơ đấy. Hớt bọt em lấy cái này hớt. Mới thôi, cái này mới đấy, chưa lên nhiều đâu. Chút xíu nữa lại. Chút xíu nó mới gọn. Rồi, nếu bà con đang nuôi tôm gặp phải vấn đề về nước dơ, cặn bẩn, lơ lửng, tôm yếu và rớt lai dài không rõ nguyên nhân, tôm lột không cứng vỏ, chất cặn bã lơ lửng ở trong ao nuôi tôm của chúng ta nhiều, thì hãy sử dụng Ultra Clean để giúp cho ao tôm của chúng ta đẹp hơn, tôm chúng ta khỏe hơn.
hãy liên hệ cùng với chúng tôi để trải nghiệm sản phẩm. Hãy đừng quên chia sẻ livestream, chia sẻ video này, đừng quên bấm subscribe đăng ký kênh và chia sẻ cho thật nhiều người nuôi tôm được biết với sứ mệnh là giúp đỡ cho hàng triệu người nông dân nuôi tôm này vượt qua được khó khăn. Công ty Huy Tôm luôn sẵn sàng đến từng ao, đến từng nhà để hỗ trợ cho bà con trong tất cả mọi trường hợp. Bà con hãy điện thoại cho chúng tôi, inbox cho chúng tôi, nhắn Zalo cùng với chúng tôi để chúng tôi sẽ đến để hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cùng với bà con. Xin chào, hẹn gặp lại.